kế và dáng vẻ của dòng Yamaha U1H, nhưng Yamaha U1 Challenge có mức giá lên tới 168 triệu. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem điểm khác biệt tạo nên mức giá của cây đàn nhé. Cho mình độ sang trọng hay là thiết kế sơn đen bóng của dòng U1, nhưng điểm khác biệt của dòng U1 Challenge đó chính là có hai chốt thủy lực được làm bằng đồng ở hai bên, tạo nên cảm giác đóng nắp đàn an toàn và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Thay vì tem đồng ở dưới nắp đàn bên trên như thông thường, Yamaha U1 Challenge sẽ có tem đồng Tomly Music ở dưới ngay phần bàn phím, một trong những chứng nhận hàng đầu về âm nhạc và cung cấp nhạc cụ. Ngay dưới cái đàn có bảng điều chỉnh cực kỳ hiện đại, gồm những nút bấm tinh chỉnh, các cổng kết nối, nút tăng giảm âm lượng, tạo nên sự hiện đại đặc biệt cho một cây đàn cơ. Số series lên tới hơn 6 triệu, với bộ máy bên trong gần như là mới toanh. Tất cả các chi tiết của một cây đàn cao cấp như chốt pin trắng đức, bộ máy hay là dây đàn đều được hoàn thiện rất là cao, như một cây đàn vừa mới unbox hộp ra vậy. Cùng mình thưởng thức tiếng đàn trên cây đàn Yamaha U1 Challenge siêu phẩm nhé.